Ê mọi người ơi, thằng cha của thằng Đậu nó ngủ cuộn tròn quẹo cái cổ nhìn thấy cưng lắm mà. Sao thằng Đậu nó kỳ lắm mọi người, nó đang ngủ đó nghe, không phải nó thức đâu. Nhà này không ai nói, nó thiệt á, này là chị Diệu ngủ lấy cái tay chị cái mỏ hổ thấy cưng à. Còn này là chị bé Nâu nè, lúc tỉnh hay đi sân si người ta chứ lúc ngủ là dễ thương lắm nha. Chú bé Đần nãy mặt hơi đồ nhưng mà nói chung là cũng cu te. Còn cặp là mẹ của thằng Đậu đang nằm ở trên đó coi dịu dàng đầm thắm á, nằm ngủ gọn gàng dễ thương. Rồi có tông cố này nhìn sao không thấy mặt mũi đâu hết trơn á mà zoom gần cái. Thấy ghê chưa? Đâu phải là tôi muốn kiếm chuyện tôi chê nó đâu mọi người mà. Trời ơi, thằng này nó làm như nó sợ, nó nhắm mắt một cái không ai thấy được ngũ quan của nó. Bởi vậy nó ngủ mà nó cũng gán nó hí hí vậy không thì hâm. Nhấn mạnh lần thứ N là nó đang ngủ á mọi người. Đậu ơi, đã cái nét nó hơi xấu xấu rồi mà vậy hoài. Không mà nói chứ nó lo vậy cũng đúng, tại nó nhắm mắt không thấy mặt mũi đâu thiệt. Mấy cái ánh ánh trắng trắng trên mặt của nó là một là chân mày, hai là cái môi thâm của nó chứ nó đang nhắm mắt á mọi người. Quên, ảnh có đánh cái sống mũi nè. Nhìn mày ngủ mà tao sợ ma thiệt ở đâu ơi. Con ngủ cái mặt thấy ghê, còn cha với nhỏ mẹ cái mặt cũng dễ thương đi mà cái nết ngủ bần lắm. Thấy nhỏ dữ rồi chui vô hộp bị lớn. Còn nhỏ mẹ lửa ghế ngủ cũng ít có tàn lắm mà. Trong khi nè, đó, đó, có tức cái mình không? Nhưng đây mới là sự lựa chọn cuối cùng. Thấy anh nằm cà nhín trong cái hộp hay tội nghiệp quá. Cái kêu anh ba tô mì ngủ cho nó ngon, im mái ấm áp gì đó. Quành lại cái hộp, ngủ vậy là ngon nè. Thank you.